Kính thưa quý vị, sáng hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 71 liệt sĩ đã tìm thấy hài cốt tại hố chôn tập thể trong sân bay Biên Hòa. Đối với những người tham gia tìm kiếm thì đây là một hành trình gian nan nhưng lại đầy niềm tin và hy vọng. Chỉ biết đầu mối rất là ít ỏi đó là một bình luận của một cựu binh Mỹ có tên là Bob Connor. 71 liệt sĩ đã có cơ hội được trở về. Bức ảnh mà anh post lên trên Google đấy, ở cái khu vực sân bay Biên Hòa, thì Bob cũng đã bao nhiêu năm rồi, Bob mới đi gặp cái hội cựu chiến binh quân cảnh sân bay Biên Hòa. Rồi Bob mới về, Bob mới kỷ niệm, Bob mới rào rạt, thì Bob mới lên xem các cái hình ảnh bây giờ nó như thế nào, comment Bob mới chia sẻ, tức là đấy là những cái gì mà kỷ niệm chữa chan của Bob. Thế thì cũng may mắn là mình lại vào mình đọc và mình kết nối thì nó được như vậy. Ông Bob Connor, nguyên là trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa. Nhiệm vụ của ông là ngồi trên tháp nước cao, quan sát xung quanh để báo động nếu thấy sân bay bị tấn công. Có lẽ chính vì ngồi trên cao nên cựu binh này đã từng nhìn thấy việc chôn lấp bộ đội Việt Nam ở khu vực sân bay vào năm 1968 khi ông đang trong một ca trực. Đây cũng chính là thông tin được cựu binh người Mỹ tiết lộ khi nhìn thấy tấm ảnh ở sân bay Biên Hòa. Nguyễn Xuân Thắng gọi điện cho tôi bảo là anh xem lại tại sao lại có cái ông nói là ông đánh ở sân bay Biên Hòa này. Thế thì tôi đọc cái tôi xúc động, tôi búng rúng hết chân tay, tôi bảo đây rồi. Đồng đội của tôi đây rồi, thế bắt đầu là tôi mới gửi thư cho các ông Bob Connor đó, tôi hỏi. Những thông tin này đã được cung cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai để bắt đầu hành trình tìm kiếm một ngôi mộ tập thể đã tồn tại gần nửa thế kỷ trong sân bay Biên Hòa. Hai cựu binh Mỹ là Bob Connor và Martin E. Stone, nguyên là đại tá phụ trách quốc phòng của Mỹ, từng tham chiến tại sân bay Biên Hòa, chỉ huy việc chôn lấp, cũng đã được mời đến Việt Nam để giúp tìm kiếm mộ liệt sĩ. Tôi phụ trách công việc ở không quân Ban Bắc Việt Nam từ tháng 4 năm 1967 đến tháng 4 năm 1968. Tất cả mọi điều xảy ra đều có lý do của nó, và điều chúng tôi làm là để thỏa mãn tham vọng của đất nước chúng tôi. Những liệt sĩ của các bạn đã hy sinh vì đất nước thì rất đáng tự hào. Tôi rất vui khi có cơ hội trở lại Việt Nam để góp sức mình trong công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Và đây cũng là cơ hội để góp phần tạo nên những điều tốt đẹp hơn cho những ai đang phải gánh chịu sự mất mát sau chiến tranh. Sau 2 tháng tập hợp tư liệu, cuộc tìm kiếm được bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Mỗi ngày có khoảng 10 cán bộ chiến sĩ cùng máy quốc tham gia tìm kiếm. Đến ngày 12 tháng 4, tức là ngày thứ 27 thực địa, lực lượng đã đào bới được diện tích khoảng 3 hecta. Ngày 13 tháng 4, ngày tìm kiếm thứ 28, do Trung đoàn 935 sân bay Biên Hòa triển khai huấn luyện bay, nên lực lượng tìm kiếm chuyển vị trí đào gần đường băng sát vị trí vườn tràm. Dù trời nắng hay mưa, lực lượng tìm kiếm từ 10 đến 15 cán bộ chiến sĩ vẫn nỗ lực, quyết tâm, còn đất, còn đảo, với niềm tin tìm thấy các anh. Qua cái thời gian quá dài rồi, cho nên là việc tìm kiếm cũng rất mất nhiều công sức. Thì vì cái ký ức của họ, cái vị trí là có, câu chuyện là có. Nhưng mà về cái không gian và thời gian ấy, thì có những cái ngày xưa họ nghĩ là gần, nhưng mà thực tế nó là xa. 10 giờ 30 ngày 13 tháng 4 năm 2017, các thành viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Biên Hòa trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 vỡ òa xúc động khi phát hiện những mảnh nylon, di vật và mẫu xương của các liệt sĩ tại một hố chôn ở khu vực phía đông sân bay Biên Hòa. Đó là hố chôn các chiến sĩ tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 4, sư đoàn 5 và đại đội đặc công Biên Hòa sau gần nửa thế kỷ. Lấy hài cốt người thân sau gần 50 năm, thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 không kìm nén được xúc động. Đó là giọt nước mắt của người con gái mong một lần được nhìn thấy cha, là giọt nước mắt của những người em gái gần nửa đời chờ người anh trở về, là giọt nước mắt của những cựu binh nay đã tìm được đồng đội của mình. Người phụ nữ này đã khóc đến lặng người đi khi thấy hài cốt của anh mình được đưa về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Bao nhiêu năm trời ròng rã kiếm tìm, có những lúc gia đình bà đã tuyệt vọng. Người anh mất đi, nay đã tìm thấy, đi xa, nay đã trở về. Cô rất là xúc động, cũng không nên nói lên lời được trong cái giờ phút thiêng liêng này.
Tất cả những thân nhân của các liệt sĩ được truy điệu và an táng trong buổi lễ này đều không giấu được những cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt của sự tiếc thương, thương người con, người anh, người cha của mình gần nửa thế kỷ sau trận chiến mới tìm thấy hải cốt. Đó cũng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc bởi tất cả trong họ đều đã trải qua một hành trình tìm kiếm rất dài. Qua bao nhiêu năm chúng tôi và gia đình cũng đã đi tìm các chiến trường rất nhiều thời gian và chúng tôi cũng không nghĩ được rằng là tìm được thân nhân liệt sĩ của gia đình và tôi rất vui mừng và niềm vui mừng đó đi cùng với sự xúc động. Kiếm không gặp, kiếm hoài đâu gặp đâu, mất tích ra trong sân bay á. Rồi giờ này mới nghe vậy mới đi tìm được, ngày nay mới được, 49 năm mà mới được. Rất buồn luôn mà mừng mà không ngủ được trong cái ngày lên á. Tôi là một người chiến sĩ lực lượng vũ trang, việc tìm đồng đội đó là trách nhiệm cao cả. Cho nên chúng tôi tìm được, ở đây cái là không những cái niềm hạnh phúc của chúng tôi, mà thân nhân gia đình. 49 năm rồi, nghe tin này họ vui, chúng tôi cũng rất là vui, rất là cảm xúc. Có thể nói là cái cảm xúc này không thể tả nổi. Sau gần 50 năm nằm sâu trong lòng đất mẹ, các liệt sĩ nay đã được trở về yên nghỉ với các đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Và dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, thân thể các anh đã hóa vào đất, nhưng Tổ quốc vẫn mãi gọi tên các anh, những anh hùng của đất nước.